Phỏng vấn ở công ty New World thì khá là thực tế, thú vị. Em tên là Huỳnh Ngọc Bảo Trân, năm nay em 18 tuổi. Em mới đậu visa du học Mỹ vào ngày 11 tháng 7 vừa qua và em sẽ đi du học vào ngày 12 tháng 8 sắp tới. Em sẽ học trường Arkansas State University, ngành Computer Science. Phỏng vấn ở công ty New World thì khá là thực tế, thú vị và tự nhiên. Thì khi mà em luyện phỏng vấn ở đây thì em được chuẩn bị những cái câu hỏi mà lãnh sự quán có thể hỏi, rồi còn được vào phòng mô phỏng giống như là ở đi phỏng vấn thực tế. Thì khi mà vào lãnh sự phỏng vấn thì em không có bị bỡ ngỡ và tự tin và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của họ. Ở đây cũng có các hoạt động như là chia sẻ kinh nghiệm với lại các bạn cùng đi phỏng vấn với mình, thì qua đó có thể trau dồi kinh nghiệm và ngoại ngữ, thì mình sẽ tự tin hơn, rồi thoải mái hơn, có nhiều sẵn sàng hơn khi mà trước khi đi phỏng vấn. Em đến tham dự thử, cái ngày em đến là có một cái buổi mà phỏng vấn chung với mấy bạn ở đây thì em thấy rất là hay và rất là thú vị. Thì hôm đó là các anh chị hỏi thử mấy câu, thì khi nào mình sai gì mấy anh chị sửa, và em thấy công ty khá là hay cho nên là em đã chọn để luyện cái phỏng vấn xin visa. Sau khi mà nộp hồ sơ cho trường và có nguyện vọng xin học bổng, thì sau khi xét duyệt hồ sơ thì trường đã cấp cho em học bổng 50%, thì sẽ đỡ cái tiền lo chi phí học tập và ăn ở bên Mỹ trong suốt 4 năm học đại học của mình.